Hello, xin chào các bạn. Mình là Phương Nguyễn Trúc. Các bạn có thấy cái mái tóc mà Phương đang cho các bạn xem không? Thực sự là cái phần đuôi tóc này rất là khô và sơ nha các bạn. Thì nhìn kỹ các bạn sẽ thấy là cô có một cái mái tóc có độ dài quá vai luôn. Thật sự là rất là dài. Nhưng mà sợi tóc ngược lại, sợi tóc thì rất là mảnh và nhuyễn nha các bạn. Chính vì cái sợi tóc nó mảnh và nó nhuyễn như vậy nè, nó sẽ làm cho mái tóc mình trở nên khô và rối, nó không còn được đẹp. Đó, thì các bạn nhìn kỹ đi, mai cái phần lớp tóc mà Phương cắt bỏ đó thì nó chỉ còn lại cái phần lớp tóc màu đen thôi. Mà hôm nay đến với tiệm của Phương á thì cô khách có cái yêu cầu Phương á là nhuộm cho cô lên tông nâu, nâu nhẹ thôi nha, nâu nhẹ cỡ level 4 thôi, cô không thích màu sáng. Mà Phương cũng nghĩ là nên để màu nâu nhẹ thôi, bởi vì nếu mà sáng quá thì những cái sợi tóc mảnh như thế này nè, mình khi uống lên á mình cảm giác giống như nó bị khô sơ á, nó không được đẹp lắm. Chính vì những sợi tóc mỏng mảnh như vậy nè, mình vừa uống vừa nhuộm á thì bắt buộc á mình phải nhuộm tông nhẹ nhẹ thôi, sẽ làm cho cái sợi tóc nó no lại, nó bớt khô hơn. Thì để được thực hiện được cái quá trình mà vừa uống vừa nhuộm mà dành cho mái tóc tơ mảnh như thế này nè, thì trước tiên Phương cũng phải tiến hành khâu cắt tạo form cho mái tóc. Thì lớp thứ nhất Phương cũng chia ra làm nhiều lớp giống như tuần tự. Lớp thứ nhất thì Phương cắt dạng khung bầu mà ở góc độ là 0 độ. Rồi bước sang khi mà hoàn thành lớp thứ nhất rồi, bắt đầu Phương tiến hành xuống cắt lớp thứ hai. Thì ở lớp thứ hai này Phương cũng nâng góc độ khoảng tầm 30 đến 45 độ. Rồi lớp thứ ba cũng tương tự lần lượt vậy, 45 độ đến 90 độ đó. Rồi sau cùng là Phương cắt phần tóc hai bên mang tay, tạo ra cho một cái mái tóc nó có dạng form khung bầu mà có tầng nhẹ. Sẵn đây Phương cũng xin chia sẻ với thêm với các bạn là vậy nè, thì đối với những cái mái tóc mà to sợi á thì cái tiết diện sợi tóc nó to, thì tất nhiên là bên trong những cái bó sợi tóc đó nó sẽ có nhiều bó sợi tóc, nó sẽ giúp cho cái quá trình mà uống của mình anh rút gọn, nó rút rất là tốt, rút và co xoăn rất là tốt. Còn ngược lại những cái mái tóc giống như cô khách này nè, những mái tóc mà nó tơ mảnh mà đặc biệt là sợi tóc nó quá nhuyễn đi, thì chính vì sợi tóc nó quá nhuyễn á thì những cái phải gọi là tủy tóc hay là những cái bó sợi trong cái tủy tóc đó nó quá ít, thành ra nó làm cho cái mái tóc mà khi uống tóc những tóc tơ mảnh á, nó có độ xoăn rất là ít so với những mái tóc mà to sợi cứng. Mà hơn nữa mà khi uống xong rồi á thì những cái mái tóc tơ mảnh như thế này nè, nếu mà khách hàng về nhà ít có chăm sóc, ít có cuốn lô lên á thì những cái mái tóc tơ mảnh nó sẽ rất là nhã xoăn, rất là không đẹp. Còn đặc biệt đối với những mái tóc cứng to sợi thì cho dù các bạn có quấn nhẹ quan cái nó cũng xoăn. Đó, thì cái hai cái ưu điểm và khuyết điểm của những mái tóc tơ mảnh và mái tóc to sợi nó là như vậy. Sau khi hoàn thành xong cái khâu cắt tạo form dành cho mái tóc uống tơ mảnh như thế này nè, thì Phương bắt đầu tiến hành vào thuốc nhuộm nâng màu nền cho cô khách. Thì lúc ban đầu Phương có nói á, cô khách chỉ cần nhuộm màu tông nâu nhẹ nhàng ở level 4 thôi. Thì đối với mái tóc đen này nè đang ở level 2 á, thì Phương chỉ sử dụng 100% là tiếp thuốc là 10.3 cộng với 100% là oxy chính. Phương chảy đều hết từ gốc tới ngọn, chưa khoảng chừng một lóng tay thôi. Sau khoảng 30 phút Phương sẽ cho luôn cái phần thuốc nhuộm nó vào sát chân tóc. Để thêm 15 phút nữa là tổng cộng mái tóc 45 phút. Sau đó Phương cho khách vào bồn gội đầu xả sạch. Thì bước tiếp là Phương tiến hành lên thuốc uống dành cho mái tóc. Thì sau khi gội đầu sạch thì khách hàng có một mái tóc màu nâu nhẹ, các bạn cái việc dùng khăn lau sạch đi để khoảng độ ẩm khoảng chừng 40%. Sau đó các bạn chia thuốc ra làm hai chén. Thì chén thứ nhất các bạn dùng là 50% thuốc uống và 50% nước lọc, chảy đều lên cái lớp tóc mà các bạn cần uống, bắt từng lớp rồi các bạn chảy đều lên. Thì cứ 5 phút, 10 phút các bạn kiểm tra một lần, sau khoảng 20 phút dùng lượt gạt sạch cái thuốc đó tới chén thứ nhất đi. Cái lần này các bạn sử dụng 100% là thuốc nguyên chất. Đó, thì các bạn đập lên cái phần tóc mà nãy các bạn bôi thuốc lần thứ nhất á, cứ tiếp tục như vậy á, khoảng tầm 5 phút, 3 phút các bạn kiểm tra tóc một lần. Thì sau khi các bạn thấy tóc nó có độ co giãn giống như vậy nè, nó co rút lại giống như là xo như vậy nè, đó, để khoảng tầm như thế này nè là được rồi nha các bạn. Các bạn có thể để thêm khoảng tầm 5 phút nữa là các bạn cho khách hàng vào xả sạch với lại pH và collagen để khử kiềm cho mái tóc luôn.
Sau khi mà đã khử kiềm xong cho toàn bộ mái tóc rồi đó, thì các bạn tiến hành lên trục cuốn. Thì đối với những mái tóc to sợi á, thì các bạn có thể sử dụng trục cuốn là 19, 22 tùy ở các bạn. Nhưng đặc biệt ở đây đối với cô khách này, sợi tóc quá mỏng và mảnh. Chính vì những sợi tóc nó quá mỏng và mảnh thì những cái bó sợi á, nó rất là ít, nên cái độ co rút của mái tóc nó rất là ít nha các bạn. Vì vậy nên Phương ở đây Phương sử dụng trục cuốn là 16. Phương cũng chạy nhiệt 2 lần, mỗi lần là 10 phút và nhiệt độ là 50. Thì sau khoảng cứ mỗi lần 10 phút vậy Phương cho máy nghỉ 5 phút rồi tiếp tục về làm chạy nhiệt lần thứ 2. Sau khoảng 20 phút đó Phương tháo trục điện ra để cho trục điện nguội khoảng tầm 10 phút. Sau đó Phương tiến hành quấn lọn tay và dập định hình. Mà Phương các bạn nhớ nha, khi các bạn cuốn trục 16 thì các bạn dập định hình cũng 16 cho Phương, đừng có dập lớn quá. Bởi vì những cái sợi tóc nhuyễn như thế này nè, khi các bạn quấn trục 16 mà các bạn lên dập định hình lên khoảng 19-20 là tất nhiên là khi xả sạch ra, khi mà dập xong rồi thả ra các bạn sẽ không có những cái lọn xăng giống như vậy đâu, mà tóc nó sẽ lơi ra luôn, cảm giác giống như là mái tóc nó không có xăng luôn vậy đó. Bây giờ đây là kết quả của một mái tóc mà Phương uống dùng trục điện là 16, vừa uống vừa nhuộm luôn cho cô khách. Các bạn thấy cái độ xăng không? Tuy là tóc ướt, các bạn vốn dĩ cô khách nó đuôi tóc đã ít rồi, thành ra khi mà uống xăng lên tóc nó ướt thì các bạn cảm giác như nó ít, nhưng khi thấy khô lên các bạn sẽ thấy những cái lọn nó bung ra rất là đẹp và cảm giác như tóc của cô khách nó không có thưa. Đó là tất cả những gì Phương làm cho một mái tóc tơ mảnh dành cho khách hàng. Nếu các bạn xem video clip này có hữu ích, nhớ đừng quên share, like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Phương nha, để Phương có những cái động lực để tiếp tục làm video mới. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn thực hành những cái mái tóc tơ mảnh thành công.